Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát bảy ngày trên tuần từ Vatican và Roma. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Sáu ngày 17 tháng 2 gồm có Trước hết là bản tin Kế đến là mục Sinh hoạt giáo hội và cuối cùng là phút cầu nguyện. Bây giờ, kính mời quý vị cùng Vũ Tiên và Phượng Hoàng theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha tiếp phái đoàn Liên minh Kinh Thánh Toàn cầu Vatican, sáng thứ Năm ngày 16 tháng 2, gặp gỡ phái đoàn Liên minh Kinh Thánh Toàn cầu, Đức Thánh Cha khuyến khích họ hãy dấn thân phục vụ lời Chúa và Ngài khen người công việc phổ biến Kinh Thánh, thông qua việc xuất bản các bản văn bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau và phân phối ở các châu lục khác nhau. Mở đầu bài diễn văn, Đức Thanh Cha nhắc lại việc lời Chúa được loan truyền sau biến cố ngũ tuần như sách tông đồ công vụ thuật lại với sức mạnh và sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Đức Thanh Cha nhận định rằng lời Chúa được rao giảng, được lắng nghe và được sống trong những hoàn cảnh thuận lợi cũng như không thuận lợi bằng những cách thức khác nhau và với những cách diễn tả khác nhau, gặp những khó khăn và bách hại nghiêm trọng trong một thế giới thường không nghe thấy tiếng Chúa. Giáo hội non trẻ sống với lời Chúa, công bố lời Chúa và khi bị bách hại, chạy trốn với lời Chúa như hành trang duy nhất của mình. Như vậy, những cuộc bách hại trở thành dịp để loan truyền lời Chúa. Đừng bao giờ quên điều này. Cũng thế, rất nhiều Kitô tô hữu trong thời đại chúng ta buộc phải rời bỏ quê hương và mang theo lời đã nhận được. Họ gìn giữ đức tin của mình như kho báu mang lại ý nghĩa cho những hoàn cảnh khắc nghiệt và đôi khi khủng khiếp mà họ phải đối diện. Bằng cách ôm lấy thập giá cho Kitô, họ tôn kính lời Chúa. Đức Thanh Cha cũng cảnh giác rằng khi rao giảng lời Chúa, sẽ có những người đón nhận và những người từ chối. Như trường hợp thầy phó tế Philippe, cả thầy phụ thủy Simon và viên thái giám người Ethiop đều nhận được lời Chúa. Nhưng thầy phụ thủy quá tự cao đến mức tự ngăn cản mình nhận món quà của Chúa, trong khi người Ethiop khao khát Thiên Chúa ông không chỉ hiểu lời Chúa qua thừa tác vụ của Philip mà còn xin lãnh nhận phép rửa và trở thành Kitô hữu. Đức Thánh Cha Francisco, thế giới hướng tới vực thẳm nếu thiếu can đảm chấm dứt chiến tranh. Vatican, gặp gỡ các tu sĩ dòng tên tại hai nước Cộng hòa Dân chủ Congo và Nam Sudan nhân chuyến tông du hai nước này, Đức Thánh Cha đã chia sẻ mối quan tâm của Ngài về các cuộc chiến tranh trên thế giới, kêu gọi thảo luận để tìm cách bảo vệ di sản thiên nhiên, Ngài cũng nói về những điều xấu của giáo hội, giấc mơ cho châu Phi và tiến trình phong chân phước cho cha Arupe. Trong cuộc gặp gỡ 82 tu sĩ dòng tên tại Cộng hòa Dân chủ Congo, vấn đề sứ vụ hòa giải và công bằng, một trong những lựa chọn ưu tiên của dòng tên rất được chú ý. Đức Thánh Cha nói rằng cả thế giới đang có chiến tranh và nhắc đến tình hình ở Syria, Yemen, Myanmar, Mỹ Latin, Ukraine. Ngài đặt câu hỏi liệu nhân loại có đủ can đảm, sức mạnh hay thậm chí là cơ hội để quay trở lại không? Và nói rằng, chúng ta cứ tiếp tục, tiếp tục hướng tới vực thẳm. Đức Thánh Cha cũng chú ý đến vấn đề môi trường với tất cả những hậu quả kinh tế của nó khi xem xét lưu vực sông Congo, lá phổi xanh thứ hai của hành tinh sau Amazon, đang bị đe dọa bởi nạn phá rừng, ô nhiễm và khai thác trái phép và thâm canh. Ngài nói rằng sẽ rất tốt nếu hội đồng giám mục dấn thân trong tinh thần hiệp hành ở cấp địa phương, bởi vì sự cân bằng hành tinh cũng phụ thuộc vào sức khỏe của khu vực Congo. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đánh giá cao nghi lễ của Congo, một tác phẩm nghệ thuật. Ngài nói rằng giáo hội không phải là một tổ chức đa quốc gia về tâm linh. Hãy nhìn các thánh, chữa lành, chăm sóc những vết thương mà thế giới đang chịu đựng. Hãy phục vụ mọi người. Ngài mong muốn một giáo hội phục vụ. Tại Nam Sudan, gặp gỡ 11 tu sĩ dòng tên, Đức Thánh Cha bày tỏ ước mơ rằng châu Phi phải phát triển, nó không thể bị khai thác. Ngài nói, châu Phi cần các chính trị gia là những người như thế này, tốt, thông minh, người làm cho đất nước của họ phát triển. Trên hết, các chính trị gia không để mình bị dẫn dắt bởi tham nhũng. Tham nhũng chính trị không dành chỗ cho sự phát triển của đất nước, nhưng phá hủy nó. Đức Thánh Cha cũng cho biết, tiến trình phong chân phước cho cha Arupê cố tổng quyền dòng tên đang tiến triển. ngài cho biết vấn đề lớn nhất liên quan đến các bài viết của cha Arupê, cha đã viết rất nhiều và mọi thứ đều phải được đọc và điều này làm tiến trình chậm lại. nhắc về cha Arupê, đức thánh cha cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc cầu nguyện một cách cầu nguyện mang theo những nhu cầu của thực tại mà chúng ta đang sống. ngài mong muốn các tu sĩ cầu nguyện như thế và có lòng can đảm và sự dịu dàng mà thánh y nhã muốn nơi các tu sĩ của ngài. Đức Thánh Cha hỗ trợ các nạn nhân động đất ở Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. Vatican, qua bộ bác ái, Đức Thánh Cha hỗ trợ 10.000 áo giữ nhiệt cho những người không có nơi ở do trận động đất ở Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. Sau thảm họa do động đất xảy ra tại Syria và Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 6 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha đã kêu gọi sự gần gũi và hỗ trợ cụ thể nhằm xoa dịu nỗi đau của những người đang phải chịu đựng thảm họa. 9 ngày sau trận động đất mạnh, số người chết ngày càng tăng, và hiện đã lên tới hơn 41.000 người. Hàng triệu người không có nhà cửa và công việc mưu sinh. Tại buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 12 tháng 2 năm 2023, Đức Thánh Cha đã mời gọi các tin hữu cầu nguyện và hỗ trợ cho các nạn nhân không chỉ về mặt tinh thần, nhưng còn cả những hỗ trợ cụ thể để xoa dịu nỗi đau của những người đang đau khổ do hậu quả của trận động đất. Và trên Twitter, Ngài viết rằng, chúng ta không quên những người đang đau khổ do động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho các nạn nhân và những người thân yêu của họ. Và chúng ta hãy dẫn thân một cách cụ thể để giúp đỡ những người sống sót. Xin Chúa an ủi những người dân bị ảnh hưởng bởi thảm kịch khủng khiếp này. Chiều tối ngày 14 tháng 2, đại diện Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Konrad Kazewski, Tổng trưởng Bộ Bác Ái, đã chuyển 10.000 áo giữ nhiệt đến cảng phía nam Roma. Vào sáng thứ Tư ngày 15 tháng 2, cùng với các khoản viện trợ khác của các tổ chức phi chính phủ và chính phủ Ý, các thùng áo dĩ nhiệt đã rời cảng Napoli. Đồ cứu trợ sẽ đến thành phố cảng Iskenderun của Thổ Nhĩ Kỳ sau 2 ngày. Đồ cứu trợ sẽ dành cho trại tị nạn Kilis ở Thổ Nhĩ Kỳ, cách Zanziantef 50 km và cách thành phố Aleppo của Syria 60 km. Tại đây, việc phân phối sẽ được giao cho những người điều hành quỹ Rava. Tổ chức đã có mặt từ lâu trong khu vực, chuyên cung cấp bữa ăn và nơi ở cho hàng nghìn người mất nhà cửa. Trong những năm gần đây, sau khi chiến tranh bùng nổ ở Syria, Trại đã mở rộng để tiếp nhận khoảng 60.000 người tị nạn, nhưng nhiều người khác vẫn sống trong các trại tạm thời. Trận động đất đã làm trầm trọng thêm tình hình và hàng trăm người đang gia nhập gia đình của những người tị nạn hiện tại. Tại sao Nigeria có tỷ lệ tín hữu tham dự thánh lễ đông nhất thế giới? Nigeria, sau khi Nigeria được công nhận là quốc gia có tỷ lệ giáo dân tham dự thánh lễ cao nhất thế giới. Đức Hồng Nghi Peter Ebere Opaleke, 59 tuổi, lãnh đạo giáo phận Egulobia ở miền nam Nigeria, đã chia sẻ rằng thế giới quan truyền thống của Nigeria, vai trò của gia đình và ý thức cộng đồng trong các giáo xứ đã khiến người Nigeria từ thế hệ này sang thế hệ khác gần gũi với các bí tích. Một nghiên cứu gần đây cho thấy 94% trong số 30 triệu người công giáo ở Nigeria nói rằng họ tham dự thánh lễ ít nhất hàng tuần hoặc hơn, trong khi chỉ có 17% người công giáo Mỹ tham dự thánh lễ hàng tuần. Trả lời phỏng vấn của hãng tin CNA, Đức Cộng y Opaleke nói rằng xã hội Nigeria nói chung có một thế giới quan truyền thống, nhìn nhận sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống và xã hội. Chính nhận thức này chuyển thành việc tham dự thánh lễ của người công giáo. Những người đến tham dự thánh lễ để gặp gỡ Chúa Kitô trong bí tích thánh thể. Ngài lưu ý rằng tất cả các tầng lớp, người nghèo và người giàu, Người thất học và người có học đều được thu hút đến với các bí tích bởi một lòng khao khát chung về thiên chúa. Ngài nhận định rằng ở những nơi khác trên thế giới, nơi mà quá trình thế tục hóa đã làm suy yếu ý thức về thiên chúa của một nền văn hóa, giáo hội có thể tìm thấy sức sống bằng cách nhấn mạnh rằng giáo hội là cửa ngõ đáp ứng sự khao khát nội tâm của con người muốn được liên hệ với thần thánh. Tiếp đến, ở Nigeria có một ý thức mạnh mẽ rằng gia đình là giáo hội tại gia gia đình được coi là nơi chính yếu, trong đó đức tin được truyền lại cho thế hệ kế tiếp. Đức Hồng y lưu ý rằng, trong khi gia đình đang phải đối mặt với rất nhiều áp lực về tình hình kinh tế, xã hội và văn hóa ở Nigeria, thì hầu hết các gia đình đã chống lại áp lực này, kín bút từ đức tin để vượt qua những thách đố tấn công họ. Ngài khuyến cáo người Công giáo trên khắp thế giới hãy quan tâm đến mục vụ cho gia đình như giáo hội tại gia, vì đó là nơi hình thành kinh nghiệm đức tin của mọi người. Cuối cùng, các giáo sứ và giáo phận công giáo ở Nigeria mang đến cho mọi người cảm giác mạnh mẽ về cộng đồng và sự gắn bó. Đức Hồng Mio nói, phần lớn, mọi người cảm thấy có tính cộng đồng trong giáo hội. Đức Tổng Giám mục Pisabala ở Jerusalem, luật kẻ mạnh hơn được áp dụng. Beirut Đức Tổng Giám mục Pierre Batista Pisabala, Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem, than phiền thành thánh Jerusalem đang bị mất đi tính trung tâm hòa bình và điểm quy chiếu cho ba tôn giáo độc thần, cũng như việc bảo vệ căn tính, hoàn cảnh của các ký tơ hữu ngày càng khó khăn. Đức Tổng Giám Mục đang tham gia phiên họp Thượng hội đồng Giám Mục cấp Đại Lục diễn ra từ ngày 13 đến ngày 18 tháng 2. Phát biểu tại cuộc họp, Ngài nói rằng chúng ta đến từ những thực tại khác nhau, nhưng chúng ta có điểm chung là cùng thuộc về các quốc gia đang có chiến tranh với những căng thẳng chính trị và chia rẽ sâu sắc nhưng cũng có những khoảng cách về địa lý hay văn hóa. Chỉ khu vực của tôi, chúng tôi nói ba thổ ngữ Ả Rập khác nhau, Jordan, Ai Cập và Liban. Và bây giờ vì ship, chúng tôi cũng phải nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Vào thời điểm tình hình đang trở nên bùng nổ ở Israel, Đức Thượng Phụ muốn thảo luận về những vấn đề liên quan đến giáo hội và khu vực. Thực tế, giáo hội công giáo Latin đang sống và hoạt động trong một xã hội có những khác biệt sâu sắc. Chưa kể đến Jerusalem, trung tâm tinh thần của các Kitô tô hữu, người Do Thái và Hồi giáo. Ở đây có một thực tế chính phủ không còn là một thể chế hòa bình. Luật kẻ mạnh hơn dường như ngày càng thắng thế. Đức Thượng Phụ mong muốn Jerusalem tiếp tục là một thành phố dành cho tất cả mọi người như Tòa Thánh mong muốn. Ngài nói, đúng là khi nói về việc bảo vệ, người ta hay đề cập đến việc bảo vệ căn tính, chính trị. Vì thế, cần phải có một số cánh cửa, nhưng chúng ta không nhất thiết phải loại trừ Chúng ta phải học cách hòa nhập, không loại bỏ. Mối quan tâm của Đức Thượng Phụ không chỉ dành cho các tín hữu công giáo Latin, không quá 55.000 người giữa Israel và bờ Tây, nhưng còn cho tất cả những người dân hiện diện trong giáo phận, trong đó có hàng chục ngàn người di cư đến từ châu Á. Mạng lưới phục vụ của giáo hội Latin bao gồm nhiều cơ sở đón tiếp. Ngài nhìn nhận rằng, chúng ta đang sống trong thời kỳ khó khăn, với các cuộc săn lùng thực sự do quân đội Israel khởi xướng và các hành động phá hoại và hận thù chống Kitô hữu đang nhân lên bởi một số nhóm cực đoan do Thái. Các quốc gia trong khu vực dường như bị bắt làm con tin bằng cách này hay cách khác. Điều này giải thích cho tình trạng chảy máu người mà chúng ta đều thấy. Đặc biệt, điều này ảnh hưởng đến các Kitô hữu, nhưng không thể ngăn cản các thế hệ trẻ muốn thoát khỏi tình trạng không có chân trời. Theo quan điểm này, Liban là quốc gia mà tất cả các Kitô hữu của thế giới Ả Rập hướng về để tìm sức mạnh, và mang lại ý nghĩa cho sự hiện diện của họ trong khu vực. Giáo hội Panama quan tâm đến hoàn cảnh của những người di cư Panama, các giám mục Panama quan tâm cách đặc biệt đến các hoàn cảnh đau khổ của những người di cư, đồng thời lo ngại trước các hoạt động khai thác mà người di cư phải chịu trong các cộng đồng nơi họ thuộc về, cũng như vấn đề tội phạm gia tăng. Các giám mục viết trong một thư ngõ tại buổi kết thúc khóa họp của Hội đồng Giám mục vừa diễn ra trong những ngày gần đây, là những khi tô hữu chúng ta không thể thờ ơ trước những đau khổ của người di cư chúng ta lo ngại về tương lai của các cộng đồng và các ngôi làng nơi diễn ra hoạt động khai thác mỏ những tác động có hại cho cuộc sống của con người và hệ sinh thái sự gia tăng bạo lực với những vụ giết người dã man và sự gia tăng tội phạm có tổ chức đã khiến toàn bộ cộng đồng chịu áp lực và xã hội panama đang ở trong tình trạng báo động về vấn đề di cư, các giám mục chỉ ra sự gia tăng lớn số người đến từ biên giới Colombia, đặc biệt là trẻ vị thành niên, chiếm 20% số người nhập cảnh. Các giám mục yêu cầu cơ quan chức năng tiếp tục hoạt động hỗ trợ người di cư qua việc tôn trọng nhân quyền và phát triển các hình thức pháp lý để người di cư hòa nhập vào đời sống quốc gia. Liên quan đến báo động về hoạt động khai thác và sinh thái, Hội đồng Giám mục yêu cầu trong các cuộc điều đình hoặc thỏa thuận với các công ty khai thác chính quyền phải dựa trên sự tôn trọng khuôn khổ pháp lý về vấn đề này công bằng xã hội bảo vệ môi trường và tham khảo ý kiến người dân nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững không gây nguy hiểm cho con người và tài nguyên thiên nhiên của chúng ta cùng với những vấn đề trên các giám mục cảnh báo đất nước đang bước vào bầu khí của chiến dịch bầu cử tổng thống ngay bây giờ chúng ta phải dừng lại suy nghĩ và nhận ra những nguyên nhân gốc rễ của các tệ nạn xã hội không đánh mất tiềm năng to lớn mà chúng ta có thể cùng nhau tiến lên vì lý do này điều cấp bách là phải tập trung vào một dự án phát triển con người toàn diện hiểu rằng chính sách tốt nhất không chỉ giới hạn ở việc vận động các đảng phái chính trị trước các cuộc bầu cử cũng như đối với sự quản lý của chính phủ đương nhiệm nhưng còn với nỗ lực của tất cả chúng ta cam kết và đảm nhận trách nhiệm cá nhân và cộng đồng qua sự tham gia có ý thức phê bình tích cực và toàn diện Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 17 tháng 2 của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội. Tòa Thánh thúc đẩy sự cộng tác giữa mục tử và giáo dân trong sứ vụ loan báo tin mừng. Nhằm thúc đẩy sự cộng tác giữa các mục tử và giáo dân trong sứ vụ loan báo tin mừng của giáo hội. Trong 3 ngày từ ngày 16 đến 18 tháng 2 năm 2023, Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống tổ chức hội nghị với chủ đề Các mục tử và tín hữu giáo dân được kêu gọi đồng hành. Mục đích của cuộc gặp gỡ nhằm giúp cho các mục tử và giáo dân hiểu rõ rằng trách nhiệm bắt nguồn từ bí tích rửa tội là trách nhiệm liên kết tất cả mọi người. Với 74 hội đồng giáo mục đăng ký, có 210 người tham dự hội nghị, trong đó có 107 giáo dân 36 linh mục và 67 giám mục. Trong số các tham dự viên, có 29 đại biểu của các phong trào giáo hội được Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống công nhận. Châu Phi có 20 quốc gia đại diện, châu Á có 13 quốc gia, Bắc và Trung Mỹ có 7 quốc gia, Nam Mỹ có 7 quốc gia và châu Âu có 24 quốc gia. Về nội dung của hội nghị, bà Linda Gizoni, Phó Tổng Thư ký Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống cho biết, trong 3 ngày diễn ra hội nghị, ngày đầu tiên sẽ tập trung vào bản chất và nền tảng của việc đồng trách nhiệm của giáo dân cũng như các lĩnh vực và phương pháp thực hiện đồng trách nhiệm này ngày thứ hai tập trung vào việc đào tạo cần thiết để đạt được sự hợp tác hiệu quả của giáo dân vai trò của các vị mục tử cũng được nhấn mạnh từ đó cần phải có một sự đào tạo xứng hợp để tạo điều kiện thuận lợi cho một sự phục vụ được thực hiện cùng nhau với tư cách là một giáo hội không mang tính chất khu vực và ngày thứ ba các tham dự viên sẽ được Đức Thánh Cha tiếp kiến. Nội dung của các bài thuyết trình và thảo luận nhằm mục đích chia sẻ kinh nghiệm về sự đồng trách nhiệm giữa giáo dân và các mục tử vào việc đào tạo. Bà Linda Gisoni giải thích, đây là những kinh nghiệm đại diện cho tất cả các lục địa, cũng như các lĩnh vực hoạt động và hợp tác của giáo dân, từ các tòa án giáo hội đến các nhóm đào tạo trong các chủng viện, từ sự dấn thân trong đời sống chính trị và xã hội đến việc dạy giáo lý kinh nghiệm về những thực hành tốt trải dài từ papua new guinea đến mexico từ madagascar đến ấn độ từ brazil đến ba lan từ guatemala đến pháp sẽ tạo điều kiện cho cuộc đối thoại và tham luận của các tham dự viên để tạo điều kiện cho những người tham gia lắng nghe và đóng góp bộ giáo dân gia đình và sự sống đã gửi một bản câu hỏi ngắn giúp giáo dân trả lời và hiểu rõ hơn về dữ liệu thực tế Tòa Thánh hy vọng qua hội nghị này, các tín hữu giáo dân ở các khu vực khác nhau trên thế giới cùng tham gia vào sứ vụ được giao phó cho tất cả mọi người với tư cách là dân thánh thiện và trung thành của Thiên Chúa trong cuộc lữ hành trần thế. Bà đã nhấn mạnh làm thế nào trong kinh nghiệm của phong trào giáo hội, người ta có thể nhận ra dấu hiệu đồng trách nhiệm của giáo dân trong đời sống của giáo hội ở một cách cụ thể, qua việc đọc lời Chúa và phục vụ những người nghèo nhất. Đức Hồng y Kevin Farrell, Tổng trưởng Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống cho biết, trong tâm tình chung của các mục tử và giáo dân, việc làm việc cạnh nhau, mỗi người mang chính đặc sủng và khả năng của mình vẫn chưa trở thành điều bình thường. Sẽ có nhiều kết quả trong mọi lĩnh vực của đời sống giáo hội nếu mọi người đóng góp chung từ cái nhìn riêng, ân sủng thiêng liêng, kỹ năng chuyên môn, thời gian, kiến thức, kinh nghiệm sống của mình. Ngài giải thích rằng Hội nghị này là kết quả của hội nghị toàn thể của Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống diễn ra vào tháng 11 năm 2019. Trong dịp đó, chủ đề về sự đồng trách nhiệm giữa các mục tử và giáo dân trong đời sống của giáo hội đã được nhấn mạnh. Và trong lúc đó, tiến trình hiệp hành đã bắt đầu giúp củng cố ý định của Bộ đặt hội nghị trong bối cảnh của giáo hội hoàn vũ mong muốn đồng hành. Từ những suy tư và đối thoại trong những ngày đó, sự cần thiết phải đào sâu và nhấn mạnh trách nhiệm của mọi người đã được rửa tội trong giáo hội đã xuất hiện một cách rõ ràng. Mọi người cảm thấy cần phải vượt qua lý luận ủy nhiệm theo kiểu. Nếu các mục tử cần sự phục vụ, các vị sẽ ủy nhiệm một số giáo dân trong số những người đáng tin cậy nhất mà các vị biết và sẵn sàng. Theo cách này, sự tham gia của giáo dân và đời sống của giáo hội vẫn còn rời rạc. Theo chức năng đối với một số hoạt động giới hạn được ủy quyền từ trên, tương tự như vậy, sự cần thiết vượt qua lập luận đơn giản của sự thay thế theo kiểu để cải thiện tình hình trong giáo hội, chỉ cần thay thế hàng giáo sĩ bằng giáo dân cho các lĩnh vực khác nhau, nhất là ở các vị trí quan trọng trong điều hành hoặc hoạt động mục vụ và như vậy mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Đức Hồng y nhận xét trong giai đoạn phân định và lập kế hoạch cho các hoạt động mục vụ và việc thực hiện trong việc dạy giáo lý và phụng vụ trong các hoạt động loan báo tin mừng và bước đầu loan báo trong việc chăm sóc mục vụ cho các môi trường trong các hoạt động bác ái, trong các cơ cấu điều hành và hành chính ở khắp mọi nơi, các mục tử và người giáo dân phải cùng nhau hoạt động trong tinh thần hiệp thông và cộng tác. Đề cập đến sự đồng trách nhiệm của giáo dân đối với sứ vụ của giáo hội và truyền chức, Đức Hồng Y Francis Brancaccia, Tổng Giám mục Quebec, Canada nói: vai trò chính của các linh mục và giám mục là mục tử và phục vụ giáo dân để giúp giáo dân nên thánh vì thế các mục tử không phải là những người quản lý hay ông chủ nhưng là các mục tử có sứ vụ cùng nhau phát triển trong sự thánh thiện và loan báo tin mừng cho thế giới sứ vụ của các giám mục và linh mục là giúp các tín hữu và giáo hội gặp gỡ thiên chúa và phát triển mối quan hệ với người với cộng đoàn các tín hữu các mục tử giúp giáo dân lớn lên trong tình yêu thiên chúa đào tạo và giúp tín hữu làm chứng bằng đời sống trong các cuộc gặp gỡ giữa thế giới Ngài nói, sứ vụ của chúng ta không phải là ở giữa chúng ta với nhau, nhưng là cùng nhau lớn lên trong sự thánh thiện, mỗi ngày bén rễ sâu hơn vào Chúa Kitô và lời Chúa, vào sứ điệp của Thiên Chúa chúng ta và chia sẻ sứ điệp đó với thế giới. Đối với Đức Hồng Y, điều cần thiết là giúp các tín hữu lớn lên trong ý thức về ơn gọi của bí tích rửa tội để mọi người trở thành môn đệ truyền giáo. Chúng ta đến với Chúa, chúng ta lớn lên trong Chúa, và người sai chúng ta như đã sai các tôn đồ và môn đệ đến một thế giới đang cần tin mừng. Vì thế, các mục tử cần phải tập trung vào sứ vụ dẫn đưa mọi người đến sự thánh thiện. Hai ngàn năm qua, vấn đề này vẫn còn nhiều thách đố. Ngài nói, có thể đồng trách nhiệm nếu chúng ta cùng bước đi và điều này đòi hỏi sự lắng nghe, tôn trọng, cởi mở và biết rằng Chúa Thánh Thần có thể nghe được tất cả chúng ta thách đố của giáo hội ngày nay là tất cả có thể đi cùng một hướng mặc dù rất khác nhau, các mục tử cần giúp dân Chúa nhận ra điều đó. Đó là một thách đố đòi hỏi sự hoán cải, một trái tim rộng mở và đôi tai lắng nghe tốt hơn. Đức Hồng y Lacroix kết luận, giáo dân không phục vụ chúng ta, chúng ta cùng nhau thực hiện sứ vụ của giáo hội, chúng ta cần nhau và chúng ta phải học cách bước đi tốt hơn. Trong buổi họp báo giới thiệu hội nghị bà Andrea Poretti, đặc trách Cộng đoàn Thánh Egidio ở Argentina nói, theo kinh nghiệm hơn nửa thế kỷ, Cộng đoàn có thể nhận ra những dấu chỉ về sự đồng trách nhiệm của giáo dân trong đời sống giáo hội một cách cụ thể, qua lời Chúa và việc phục vụ người nghèo. Cộng đoàn đã thực hiện nghiêm túc giấc mơ của Thánh Doan 23 về một giáo hội cho mọi người, đặc biệt cho người nghèo. Cộng đoàn thực hiện điều này xuất phát từ tin mừng, không như một công trình ý thức hệ, nhưng là gặp gỡ người nghèo một cách cá nhân đồng hành lắng nghe họ như bạn bè và người thân trong mọi lĩnh vực ở những vùng ngoại vi. Đối với mọi kỳ tổ hữu, gần gũi với người nghèo là một cách gần gũi với Chúa, chạm vào thân mình Chúa Kitô. Nhưng đặc biệt đối với giáo dân, lắng nghe tiếng kêu và nhu cầu thay đổi của người nghèo là một cách để trung thành với mệnh lệnh mà công đồng mời gọi các tín hữu trở thành men trong xã hội. Trong lần gặp gỡ cộng đoàn vào năm 2014, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói anh chị em hãy tiếp tục con đường này cầu nguyện người nghèo và hòa bình và bằng cách bước đi như vậy các thành viên của cộng đoàn giúp lòng trắc ẩn lớn lên trong xã hội đó là một cuộc cách mạng thực sự cuộc cách mạng của lòng trắc ẩn và sự dịu dàng thay vì bóng ma của thù hận và thờ ơ tình bạn được phát triển với trách nhiệm của người giáo dân trong mọi hoàn cảnh cộng đoàn thánh egidio muốn là nơi để người nghèo tìm thấy câu trả lời <laughs> Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Phút Cầu Nguyện Chương trình Sống Mùa Chay Chuẩn bị bước vào mùa chay, mỗi gia đình, mỗi cộng đoàn thiết lập lại cho mình một chương trình sống một sự chuẩn bị cho hành trình chay tịnh và đi xa hơn nữa một cuộc sống mai sau. Tin mừng theo Thánh Mắc Theo chỉ ra ba nét đạo đức đặc biệt của người tín hữu, đó là chay tịnh, cầu nguyện và bác ái. Cả ba có tương quan lẫn nhau, hay nói cách khác, đời sống đạo có ba chiều kích, với chính mình, với Thiên Chúa và với người khác. Sống chay tịnh là để chúng ta cảm nghiệm được sự thiếu thốn là gì, được đồng cảm với người nghèo, cảm nhận được thế nào là sự trống rỗng, và cũng là dịp để tìm ra bản thân đang thiếu điều gì. Cầu nguyện dạy cho chúng ta từ bỏ việc thờ ngẫu tượng và sự tự mãn, đồng thời nhìn nhận rằng chúng ta cần đến Thiên Chúa và cần đến lòng thương xót của người. Làm việc bác ái giúp cho chúng ta thoát khỏi sự điên rồ của việc tích trữ mọi thứ cho bản thân mình, với ảo tưởng có thể đảm bảo một tương lai vốn chẳng thuộc về chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, trước khi bước vào hành trình rao giảng, Chúa đã trải qua 40 ngày chay tịnh. Chúa đã hiểu cần phải nỗ lực rất nhiều để có thể hoàn thành chương trình của Thiên Chúa. Xin cho chúng con không mệt mỏi khi thực hành chay tịnh, với ý thức rằng Chúa luôn luôn đồng hành và ban sức cho chúng con khi chúng con cố gắng làm chủ những ước muốn, những đam mê không phù hợp với căn tính Kitô hữu của chúng con. Xin cho chúng con không mệt mỏi khi cầu nguyện, khi thực hành các bổn phận thiêng liêng, Bốn phần của một thù tạo đối với đấng tạo hóa của mình, đấng dựng nên chúng con. Xin cho chúng con không mệt mỏi khi làm việc bác ái cho người thân cận. Xin cho chúng con hiểu rằng, mùa chay là thời điểm thuận lợi để tìm kiếm những người đang cần được giúp đỡ, để không phớt lờ những người đang cần đến đôi tai cảm thông và một lời tốt lành, để viếng thăm những người phải chịu đựng sự cô đơn. Xin cho chúng con biết thực hành lời kêu gọi làm việc tốt cho tất cả mọi người dành thời gian để yêu thương những người yếu nhất và không được bảo vệ những người bị bỏ rơi và bị khinh thường những người bị phân biệt đối xử và bị gạt sang bên lề xã hội xin cho chúng con đừng bao giờ mệt mỏi khi thực hành điều tốt bởi vì một khi đời sống của chúng con như mảnh đất được chuẩn bị tốt nhờ chay tịnh được tưới bởi cầu nguyện và được làm phong phú bởi việc bác ái thì chúng con có niềm tin chắc chắn rằng nếu không sờn lòng đến mùa chúng con sẽ gạt và với sự kiên trì, chúng con sẽ được hưởng điều Chúa đã hứa cho ơn cứu độ của chúng con. Amen. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laetare, Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu